Xin chào cả nhà, đây là phần tiếp theo của chuyến du lịch của mình nha. Thì lúc sáng là mình đi dạo bằng xe, thì bây giờ mình đi dạo đi bộ nha. Ê, uống phóng xuống sườn nha. Đi lên coi. Nè, cỡ ra đi. Ngọc thương mẹ không? Thương mẹ không? Chị. Thôi đừng nịnh, ăn xúc xích không? Mẹ có xúc xích nè. Nó bắt đầu lên này. Nó nè. Còn tư mạnh, tụi mình đi bộ thôi, nó bụng. Nha. Em nó bụng không? Chưa đói lắm nhưng mà tới cử rồi phải ăn thôi. Ăn gần 2 giờ chưa? 1 giờ rồi, mua cơm về nhà là ăn cơm đó là đúng rồi. Đúng rồi. Thì giờ này ăn cơm xong nghỉ trưa là chiều ra đây tắm nữa là... Chiều 4 giờ ra đây tắm. Tối dạo mát rồi uống cà phê cho Ngọc chơi nữa. Hợp lý, nghỉ ngơi thoải mái được. Mấy ngày Tết thấy Ngọc. Ngọc uống nước đi. Đúng là đi vô đây là sẽ thấy Tết nè, thấy không? À! Nó bắt đầu có người vô đi chơi kìa. Nó lại mà nó công nhân đâu, công nhân em ta đem ba lô đồ theo kìa. Gì thì đỡ. Bắt đầu có người ta vô rồi kìa. Chiều nó mới vô. Chiều mới vô mát chứ chưa nắng gì. Nãy giờ nhiều khi mấy người đó trong phòng ngủ mới lú ra vậy đó. Ai như tụi mình đâu chưa chờ với chặt chạy vòng cũng khô lục. Sau khi ăn cơm nghỉ trưa thì bây giờ chiều rồi nè mọi người. Chiều mà mình dẫn bé Ngọc đi ra hồ bơi để tắm. Cái gì? Ở đây có hồ bơi cho em bé nè. Em đi theo nhưng mà em nghĩ thì nên cho nó mặc phao đi á. Cho bé Ngọc mặc phao đi. Chú sóc bé hỏi là có cho em bé mặc phao không? Thường là áo phao á là sẽ cho mướn luôn nha mọi người. Để con mặc phao nhưng đi mà chú sóc bé cho bé Ngọc mượn, chú không có lấy tiền. Dạ. Mà mình coi ở trong cái kho của chú thì cũng có một cái một luôn á, vừa phải với bé Ngọc luôn. Trời ơi, mình mở ra. Rồi từ từ. Mặc vô phải mặc áo phao vô. Nước thì thấp mà mẹ bơi không gành. Đi đâu vậy? Xuống đại đi cho xa chuột xuống hả? Trời. Lúc này là ba Ngọc quay phim nè, tay của ba Ngọc lúc nào cũng rung hết á mọi người, kiểu bị rung sao không biết nữa, cứ rung vậy đó. Nên là quay nó cứ giật. Đứng một chỗ mà nó giật vậy. Mọi người thông cảm nha.
cái lúc này mắc cười chị lắm mọi người. Chị tự đếm á là one two three, xong rồi kiểu mà one two three rồi bắt đầu tuột xuống á. Chị tự đếm xong rồi chị cũng dám xuống, xong chị đếm ngược lại chi chu one chị cũng dám xuống luôn. Mình mất kéo cái chân của chị xuống á, chị sợ chị mới dám xuống. Chị là chị nhát dữ lắm luôn á, nước mà lên mặt là chị sợ dữ lắm, chị quýu hết trơn à, cười lắm. Cô bị sặc nước không? Đây. Trời ơi, còn bắp kìa. Nửa cái hình mất thành là cái đây là nó bị mất cân bằng cơ thể á. Ý. Ủa leo được luôn hả? Chỗ đó nó gần mà, nó tới rồi nè. Đây là buổi tối ở khu du lịch Happy Land. Đây là con khủng long. Con khủng long nó đi từ hồi sáng tới giờ. Ôi cái này đẹp quá nè. Wow. Ban ngày không có lên đèn, buổi tối lên đèn nhìn nhức nách chưa, rực rỡ luôn. Quá trời đẹp luôn rồi. Mình phải chụp hình ở đây thôi. Ở dừng dũng nước trơn đi cho mình sáng rồi đó. Ngồi đi. Yeah. Khủng long. Yeah. Rồi khủng long nó không chịu rồi. Kẹt cái đuôi. Ngồi cái xe rồng kia kìa đã lắm. Đi đi. Qua cái xe rồng này nè. Phải ngồi lên đẩy. Nè, lên xe gầm này đi, lên xe gầm này đẩy. Dịnh lại. Em dịnh đó, em lên ngồi dưới luôn. Rồi. Ngồi một mình được. Nó sợ kìa, lên ngồi dưới nè. Khủng long. Khủng long ngồi xích đu.
đó. Cảm ơn tất cả mọi người.